Xin chào tất cả quý vị. Có lẽ với những ai yêu thích âm thanh thì thương hiệu Dai Audio và thương hiệu ATC là hai thương hiệu rất quen thuộc. Vậy đôi loa ATC SCM7 và đôi loa Dai Audio Evo 10 thì đôi loa nào nghe sẽ hay hơn? Nếu mà về giá thì Evo 10 sẽ có mức giá đắt hơn so với ATC SCM7 khoảng tầm 13-14 triệu. Nhưng mà đắt hơn là nó đắt hơn thôi. Có thể nó sẽ hơn ở một điểm nào đấy, nhưng mà không có nghĩa là tất cả giải âm nào nó cũng hơn, hoặc có thể nó sẽ phù hợp với người này vào trong căn phòng này mà sẽ không phù hợp với người kia hoặc trong căn phòng kia. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ nghe thử giữa hai đôi loa này để xem âm thanh khác nhau thế nào. Và xin mời quý vị cùng tìm hiểu một chút thông tin về sản phẩm. Dai Audio Evo 10 thì được sản xuất tại Đan Mạch. Chúng ta sẽ nói về một số khác biệt cơ bản đối với ATC. Đó là dòng Dai Audio thì nó thường có lỗ thoát hơi, và lỗ thoát hơi của Dai Audio ấy thì nó thường hay làm về phía đằng sau. Chính vì vậy mà nó sẽ có lợi trong việc là cộng hưởng dải trầm, cũng như là cái đặc trưng của loa Dai Audio là có khả năng tái tạo dải trầm rất là tốt. Và đôi loa Buxell của Dai Audio ấy, thì dù là đôi loa Buxell nào thì đều có khả năng tái tạo được tiếng trầm là sâu hơn so với một số các hãng khác. Và âm thanh của những cái loa Buxell Dai Audio nó cũng rất là dày dặn, thì đấy là một cái lợi thế của Dai Audio. Mặc dù họ chỉ sử dụng một cái loa woofer có cái đường kính là 14cm, dùng vật liệu là MSP, nhưng mà dải trầm của cái đôi loa này nó xuống được tới tận là 47Hz ở mức cộng trừ 3dB. Như vậy là một cái ngưỡng trầm rất là sâu so với một cái kích thước màng loa nhỏ như vậy. Còn cái loa tweeter, họ sử dụng là loa tweeter có tên là Serota, thì lấy từ ý tưởng công nghệ từ những cái như là model kỷ niệm 40 năm thành lập hãng. Và họ đã tinh chỉnh ra một phiên bản để sử dụng cho dòng Evo 10 này. Cái tweeter này thì có cái màng chống cộng hưởng rung xấu là màng Hesit. Thì đấy cũng là những cái công nghệ mà chúng ta bắt gặp ở trên những cái đôi loa Dai Audio từ cái dòng trung cấp trở lên. Và đây là đôi loa có độ nhạy là 84dB trở kháng 6 ohm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đôi loa ATC. ATC là một trong những thương hiệu loa Anh rất hay và được yêu thích tại trên thế giới cũng như tại Việt Nam, có một lượng fan rất là đông đảo. Và thực sự là loa ATC rất hay. Đây là đôi loa ATC SCM7. Thì tính ra đôi này là đôi loa Buxell giá rẻ nhất thuộc dòng Entry Level. Nhưng mà ngay kể cả thuộc dòng Entry Level thôi thì cái chất âm của nó đặc trưng là chất âm ATC. Nghe thực sự là tiếng hát rất hay, rất là trong trẻo, cảm tưởng rất truyền cảm, giải cao thì cũng rất là trung thực. Nó chi tiết nhưng mà nó không phải sắc sảo một cách thái quá, nó cũng không cứng quá, nó không tạo cho chúng ta một cái ấn tượng kiểu quá là mạnh về một cái giải âm nào đó. Nhưng khi chúng ta càng nghe thì chúng ta càng thấy hay. Và loa ATC thì có lẽ là hay nhất ở giải trung âm và cái giải trung cao. Cộng với đó là Hải Sơn thấy giải chép cũng rất hay. Thế còn giải trầm thì sao? Giải trầm của ATC thì chúng ta biết là loa ATC thường là loa thùng kín. Thì những cái đôi loa Buxell nhỏ như thế này cũng là thùng kín. Mà loa Buxell nhỏ mà lại thùng kín thì chắc chắn là tiếng trầm nó không thể xuống sâu được. Tiếng trầm của loa này nó chỉ xuống là 60Hz ở mức độ trừ 6dB thôi. Và với cái thiết kế như thế này thì chúng ta thực sự là chỉ nghe được âm trầm trong khoảng 75-70Hz ở trong phòng thôi. Khó mà có thể nghe được ở mức 60Hz. Nhưng mà chơi loa ATC thì có lẽ là chúng ta sẽ không cố gắng phối ghép để đẩy ra được hết cái tiếng trầm, vì nó cũng có cái độ hạn chế trong cái thể hiện giải trầm. Mà thường là chúng ta sẽ có thể là ghép thêm một cái loa subwoofer chất lượng cao chẳng hạn, như là Reel chẳng hạn. Thì lúc này là âm thanh của cả hệ thống nó hay hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng để ghép loa ATC để tạo ra được một cái chất âm trung âm hay. Và khi thưởng thức thì chúng ta thấy rằng loa ATC khả năng thể hiện âm thanh nó vượt khỏi cái kích thước của loa. Nó sử dụng một cái màng loa woofer có cái đường kính là 125mm, thì nó còn nhỏ hơn là Evo 10. Và loa tweeter thì 25mm, dùng vật liệu là đom lụa mềm. Đấy, và nó có cái độ nhạy thì cũng thấp thôi, khoảng 84dB, trở kháng thì 8 ohm. Đặc biệt là mức yêu cầu công suất thì từ 75W cho tới 300W. Thì đây cũng là một cái điểm cần lưu ý, là chúng ta nên có mức công suất tương đối là mạnh mẽ, hoặc là những cái âm ly mà nó chất lượng một chút thì để khai thác được ra chất lượng âm thanh. Và trong cái buổi so sánh này thì Hải Sơn cảm thấy rằng là loa Evo 10 khả năng cao là sẽ mạnh mẽ hơn, sâu lắng hơn về giải trầm, và âm thanh khả năng là Dai Audio sẽ dày hơn. Nhưng mà nói về độ trong trẻo của âm thanh và cái khả năng chuyển tiếp lên giải cao thì khả năng ATC lại hay đấy. Cho nên hôm nay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến chiếc âm ly. Còn dòng sản phẩm Camrys Audio Evo 75 thì đây là một cái sản phẩm rất là quen thuộc và nó cực mạnh về chơi nhạc mạng. Nó sở hữu một cái con chipset ở mức trung bình khá, đó là 9016K2M, có khả năng giải mã các tín hiệu nhạc số rất tốt. Và cái cách thức chơi nhạc mà chúng ta thường sử dụng với chiếc máy này đó là stream nhạc trực tuyến thẳng vào chiếc máy,
hoặc là chúng ta có thể gắn ổ cứng vào phía đằng sau để truy xuất các file nhạc số chất lượng cao. Nó sử dụng là cái bo mạch Class D Hyper Encore thế hệ mới cho mức công suất là 75W x 2 ở trực kháng 8 ohm. Và thực sự thì cái mạch Class D này cho âm thanh rất là hay nếu mà so sánh với các âm ly Class D khác ở mức công suất khoảng trên dưới 100W. Và nó cũng có khả năng phối ghép được với rất nhiều đôi loa khác nhau. Thì hôm nay Thiên Hào Audio sử dụng chiếc âm ly này để làm âm ly tham chiếu để cho quý vị nghe so sánh giữa hai đôi loa của chúng ta. Xin mời quý vị. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos y encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Quý vị cảm thấy thích đôi loa nào hơn thì hãy để lại cảm nghĩ ở phần bình luận bên dưới. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.